Cùng mình khám phá Gurk, tìm thấy những thứ bí ẩn. Phần 48. Đầu tiên chính là hai cái chân thò ra tại một thùng rác nằm tại Nasazerom của Slovakia. Tại một khu vực chất đầy những thùng rác thì bỗng lấp ló ra một cặp chân. Cái này mà đi ban đêm là xác định hồn vía lên mây. Nhưng thật ra đây là một người đang tìm kiếm chút gì đó còn giá trị sót lại bên trong chiếc thùng rác. Và thứ hai chính là một bè rừng nằm tại Yamaguchi của Nhật Bản. Tại đây có một người đầu dê đang đứng gãy đàn bên lề đường. Nhìn có vẻ khá bình thường nhưng lại vô cùng bất ngờ. Đi đứng phơi giữa thời tiết nóng bức. Cái này mà gặp ban đêm là hết nước chấm. Cuối cùng chính là một người lái chiếc xe vô cùng kỳ dị đang chở một sinh vật chẳng biết con gì trên đường tại phía tây của nước Úc. Chiếc xe đạp nhìn có vẻ khó giữ thăng bằng và còn trông rất dị hợm, và con sinh vật bận đồ hồng phía sau nhìn khá giống một con chim cánh cụt. Buổi trưa đã nóng mà còn gặp hai nhân vật này chắc chắn sẽ gây lú cực mạnh.